Rồi, ok, xin chào các bác. Thì sau mấy ngày trải nghiệm với con Styler 7 này này, thì nay em sẽ đánh giá chi tiết cho các bác biết được xem là nó có gì hay ho và có đáng mua không các nhé. Thì trước tiên ấy, về cái mặt thiết kế thì cái con Styler 7 này nó cho em một ấn tượng khá là tốt. Trước đây có con V10 và con G4 ấy là hai con mà em thích nhất, cái thiết kế của nó em thích nhất. Nhất là con V10 thì tới đây cái con Styler 7 này này nó cũng thiết kế em thấy là nó rất là đẹp luôn ấy. So với con V60 này, em thấy nó, nếu mà thực sự là với cái thẩm mỹ của em thấy nó đẹp hơn. Trước tiên là về cái mặt lưng này, nó là một cái kiểu giả da nhám ấy, nhưng mà nó nhám 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 mịn lắm, thì rờ rất là sướng và nó không để lại dấu vân tay ấy. Đấy, và cái cụm camera đặt dọc như này này em cũng rất là thích. Và đây các bác có thể thấy này, cụm camera của nó thì cái cụm camera này nó cũng lồi lên nhé, nó lồi lên khá là nhiều đấy. Đấy, tuy nhiên ấy, thì nó đặt như này, nó thiết kế như này em thấy nó rất là hợp lý, nó không ngang, em thấy không thích ngang tí nào và nhiều bác cũng không thích ngang. Đấy, thì cái mặt lưng thì em thấy là nó rất là ngon rồi. Còn cái mặt trước này này, cái mặt trước này thì nếu như mà cái con này mà làm cái cằm này, cái cằm này mà nó mỏng đi một chút nữa thôi, nó có nghĩa là nó mỏng gần tương đương với cái cạnh trên này thì nó sẽ rất là cân đối và em nghĩ nó sẽ là đẹp nhất luôn đấy, nó sẽ là, anh nhiều anh em sẽ thích. Tuy nhiên thì cái cằm này nó hơi dày cho nên là nó, anh em sẽ bảo là nó không được cân đối và nó gây cảm giác nó không được sướng cho lắm, nó như kiểu mấy cái điện thoại tàu, mấy cái điện thoại mà kiểu theo cái phong trào hiện tại bây giờ ấy, cứ lúc nào cái cằm này nó cũng rất là dày và nói chung là bốn cái cạnh nó không đều nhau ấy, đến là nó không được cân đối và khi mà người ta nhìn vào người ta sẽ thấy nó như mấy con điện thoại rẻ tiền ấy. Đấy, cho nên là nếu như con này mà cằm mà nó mỏng hơn ấy, thì em thấy nó đẹp hơn cái con V60 đang dùng đấy các bạn. Đấy, em con V60 em nói chung là dùng nó lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có vẫn chưa được được thích cái thiết kế của con V60 này cho lắm. Và các cạnh của cái con V60 này cũng dày hơn nha các bác. Mỗi cái cạnh cái cằm dưới này là nó mỏng hơn thôi, chứ còn tất cả các thứ nó đều dày hơn. Đấy, cho nên là cầm con này cũng 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 khá là sướng các bạn. Đấy, và các cạnh bên các thứ thì em cũng đã giới thiệu ở clip trước rồi, nó không có gì đặc biệt cả. Duy chỉ có cái phím vân tay này bằng vật lý thì nó hơi khác hơn. Đấy, nhưng mà nói chung quy lại thì con này cho một cái thiết kế nó khá là ổn. Nếu như mà nó thiết kế tốt hơn một chút nữa thì em nghĩ nó sẽ là cái lựa chọn khá là ngon đấy. Về phần màn hình ấy, thì cái con Styler 7 này này nó sử dụng cái màn hình là đục lỗ như này, như kiểu của Samsung ấy các bác. Thì đối với cá nhân em ấy, em thích là cái đục lỗ này hơn là cái giọt nước hoặc là tay thỏ vì em thấy nó đỡ chiếm diện tích hơn đấy. Đấy, và em thấy nó cũng cân đối hơn đấy. Và cái màn hình này nó chỉ có độ phân giải là Full HD thôi nhé các bác, và nó là màn hình IPS LCD. Thì cái màn hình IPS LCD thì nó có một số hạn chế như kiểu là nó sẽ tốn pin hơn và cái màn hình ấy nó sẽ không được đều màu cho lắm, như như kiểu là những cái cạnh xung quanh này, cạnh trên này, cạnh viền, cái thứ nói chung xung quanh nó sẽ hơi hơi bị thâm đen một chút đấy. Và cái cụm camera trước này này nó cũng hơi đen, thâm đen xung quanh một chút, thì các bác nào nhìn thực tế nó thì nó sẽ thấy như vậy. Tuy nhiên ấy, thì về cái độ đẹp hay là độ rỗ hoặc gì đấy thì em cảm giác là nó không vấn đề gì cả, nó vẫn rất là đẹp, không vấn đề gì luôn. Nhiều bác ấy thì còn thích là cái màn hình LCD hơn vì các bác ấy cho là cái màn hình LCD ấy nó thật màu hơn ấy. Đấy, thì đối với em thì em vẫn thích cái màn hình AMOLED hơn vì nó cho cái màu đen nó sâu hơn và nó đỡ tốn pin hơn. Và cái màn hình này nó lại không có Always Display luôn nhá. Đây các bác nhìn này, nó không có Always như kiểu là của con V60 này đâu. Đây, như này đâu. Vào cài đặt nó không có các bạn. Đây, em vào cài đặt cho các bác xem. Nó không có luôn. Màn hình này. Đây. Đấy thì các bác vào đây này, các bác sẽ không thấy cái phần Always Display đâu. Đấy thì em cũng nghĩ là cái việc mà nó bỏ cái Always này trên cái màn hình IPS LCD là cũng đúng thôi. Tại vì khi mà nếu mà có cái đấy ấy, có cái Always ấy thì cái đèn nền bao giờ nó cũng hơi sáng mờ mờ ấy, nó sẽ có thể gây tốn pin hoặc là gây già màn hình nhiều nhanh hơn. Nhưng mà cái thời con G7 nhé, con G7 cũng dùng LCD thì vẫn có nhé. Đấy, và nó vẫn, nói chung là anh em nhìn ở cái trời trời tối, cái trời đêm ấy, ở con G7 thì anh em vẫn sẽ thấy là mờ mờ, nhưng mà con này thì nó cũng thế thôi, cho nên là em nghĩ là LG bỏ bỏ cái đấy đi cũng đúng thôi.
Tuy nhiên thì việc mà cái màn hình này nó trải nghiệm như nào thì em thấy là nó trải nghiệm hoàn toàn bình thường, không rỗ hoặc là không gây cái hiện tượng mà đau mắt hay mỏi mắt gì cả, nó vẫn rất là bình thường và không có cảm giác là nó bị thua thiệt gì ấy. Vì em thấy là giờ đa số là màn hình của điện thoại đa số là làm Full HD nhiều, tại vì mắt con người không thể phân biệt được nhiều, kiểu là phân biệt được 2K, 4K rồi Full HD đâu. Nhiều khi là mắt các bác nào mà nó quá tinh tường thì mới phát hiện được cái đấy thôi, chứ mắt em thì em thấy nó cũng xem nhau thôi. Và việc mà làm cái màn hình Full HD thì nó sẽ giảm chi phí đi các bạn. Đấy, nói tóm lại thì là cái màn hình Full HD IPS LCD này nó vẫn cho trải nghiệm rất là bình thường, vẫn rất là đẹp, không có vấn đề gì các bạn. Về phần âm thanh ấy, thì cái loa ngoài của cái con này nó cũng không được to cho lắm đâu các bác nhé, nó không được to như con V60 này đâu, nó ở mức tầm tầm trung thôi, nó như kiểu con Wing và con G8 thôi. Đấy là cái cá nhân em đánh giá như thế. Còn các bác có thể nghe trực tiếp nó như này, để xem Thì mấy ông nào. Đấy, hết kiểu cỡ rồi. như kiểu bị dính ấy, dị ứng cái kiểu là Đấy. cứ mượn đồ của ai là sẽ là kiểu như cái đường dây của người đấy ấy. Đấy thì em chỉ cho các bác nghe nó ví dụ thế thôi. Và cái con này nó chỉ có một loa ở dưới này thôi, một loa ngoài thôi nhé, nó không có loa stereo ở hai bên nữa nhé. Cho nên là các bác nào hy vọng là nó có loa stereo thì không có nhé, này chỉ có loa thoại thôi. Và nếu như mà các bác mở loa ngoài, mở mở cái bản nhạc ở YouTube ấy, thì nó chỉ phát ở loa dưới này thôi nhé. Và cái mức âm lượng của nó chỉ ở mức trung bình thôi, nó không phải được to hoặc là nó ngon như kiểu con V60 này đâu. Và cái ở phần tai nghe ấy thì em cũng có nói rồi là phần tai nghe ấy, nó không có cái chip DC rời như cái con V60 nữa đâu nha các bác, nó không có gì cả, nó chỉ có mỗi cái âm thanh 3D này thôi. Thì cái này nó ở mức nó y chang như con Velvet đấy. Và em cũng đã thử 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 với tai nghe rồi, em thử tai nghe rồi thì nó cũng 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 nghe được thôi, nghe tạm thôi. Nói chung là nó cũng như bao con điện thoại mà không có chip DC rời thôi, nói chung là nghe được nhưng mà không 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 chất bằng con V60 này. Đấy, nên là các bác nào mà thích cái âm thanh ở trên LG thì cũng cũng không cần phải mua con này, tại vì con này nó không có DC. Về camera ở trên cái con Stylus 7 này thì lúc đầu em cũng định mang nó đi so sánh với con V60 của em các bạn, nhưng mà em chỉ đi em chụp được mấy tấm thôi. Đây này, em đi chụp mấy tấm rồi em quay về luôn các bạn, vì thực sự là các bạn nó không có cái gì để so sánh cả. Nó cái camera của con Stylus 7 này nó kém hơn rất là nhiều luôn, nó kém hơn rất là nhiều so với con V60 luôn. Nó chi tiết nó kém này, nó cứ bệt bệt và nó thiếu sáng hơn ấy. Đấy, kiểu thế. Đây này, các bác có nhìn này. Nói chung là cái việc so sánh camera giữa hai con này thì đúng là không có gì so sánh cả, nó một trời một vực luôn ấy. Đấy, cho nên là các bác nào mà mua cái này, mua cái con Stellar 7 này cũng cũng phải 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 hết sức cân nhắc nha. Nó camera chỉ đủ dùng thôi, nó như kiểu là thời thời con thậm chí là em nghĩ là nó chỉ thời con V10 thôi, thậm chí không bằng ấy, V10 hoặc là em nghĩ là tầm con dưới con V10 luôn ấy. Đấy, cho nên là nó không không được ngon cho lắm. Đấy, các bác có nhìn, nói chung là cũng cũng đủ dùng, nói chung là nếu các bác nào mà không khắt khe quá thì nó vẫn đủ dùng đấy, nó vẫn bình thường, nhưng mà nói chung là để mà chi tiết các thứ thì nó không 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 đáp ứng được. Và kể cả cái camera trước này em cũng có đánh ra, có chụp đây này, thì cái màu da của nó nên nó lại có vẻ nó tốt hơn cái con V60. Con V60 thì nó hơi vàng vàng hơn, cái màu da bên con Stellar 7 thì nó ngon hơn một chút. Thì cũng có thể là do hai cái màn hình nó khác nhau thì em đang thấy nó như thế. Tuy nhiên thì về chi tiết thì con V60 nó vẫn ngon hơn. Đấy. Đấy thì nói chung là so sánh camera giữa hai con này thì đúng là cũng không có gì để so sánh cả. Và em đánh giá cái camera của con Stellar 7 này nó ở mức trung bình thôi, trung bình khá thôi chứ không được ngon. Nếu mà anh em nào khắt khe về cái phần camera thì cũng nên bỏ qua con này, tại vì con này chụp nó không được tốt, không được xịn. Về cái phần cảm biến vân tay bằng vật lý ở đây này, nó giống như con Sony này, thì em cũng định test nó, nhưng mà khổ nỗi là cái con này của em ấy nó lại không dùng được vân tay các bạn. Cũng có thể là do cái vấn đề gì đấy về việc mà chạy cái phần mềm của con này nó làm cho cái vân tay này nó không dùng được. Đây, hiện tại là cái vân tay này nó đang bị
bị lỗi là không thể sử dụng được cái vân tay, cho nên em cũng không test được cái vân tay này. Tuy nhiên thì trước đây em cũng có test một cái con của LG mà nó dùng cái vân tay kiểu như kiểu của Sony như này. Em không nhớ không nhầm thì con là con A92 thì phải. Đấy, không nhầm đúng là Q92 chứ nhầm Q92. Thì cái thời đấy em test lại nó ấy, thì cái cảm biến vân tay này nó cũng rất là ổn, nó không không bị trễ quá ấy. Nó cũng như thời cái con V50 hoặc là G8 thôi. Tuy nhiên là V50 G8 thì cái diện tích vân tay nó lớn hơn thì nó chuẩn xác hơn thôi. Chứ còn nếu mà con này mà cứ chặn chuẩn ấy, thì nó vẫn nhanh bình thường thôi. Nói chung là em vẫn thích cái việc mà có cái vân tay vật lý hơn vì nó sẽ chính xác và nhanh hơn. Thì hiện tại con này nó không 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 test được, nhưng em không không có đánh giá về con này. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà có thì nó cũng ở mức bình thường và vẫn dùng được bình thường như kiểu những con có vật lý của LG thôi. Về cấu hình của con này ấy, thì nó cũng không có gì đặc sắc các bạn, thì nó chỉ có cái chip là 665 và RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB thôi. Thì trong mấy ngày sử dụng ấy, em cũng đã làm rất nhiều thủ thuật để mà tăng tốc con này lên, ví dụ kiểu tắt các hoạt họa các thứ ấy. Nhưng mà thực sự là con này nó cũng không được nhanh mấy các bạn. Nếu mà so với con V60 thì đúng là nó chỉ được khoảng, ví dụ con V60 là 10 phần thì các con này nó chỉ khoảng tầm 6 đến 7 phần thôi các bạn. Cho nên là cái con này nếu như các bác nào mà mua về để mà cày game hoặc là nói chung là người trẻ dùng thì em nghĩ là nó sẽ không được phù hợp cho lắm, vì nó cái tốc độ phản hồi nó hơi chậm ấy. Đấy, cho nên là các bác nào mà nếu mà quan tâm đến hiệu năng ấy, thì cái con chip 665 nó thực sự là nó không 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 mang lại cái trải nghiệm tốt cho lắm, nó hơi chậm. Và ngay cả việc mà đây này, việc mà tắt mở màn hình này, tắt mở màn hình này nhiều khi nó cũng hơi chậm ấy. Đấy, cho nên là cái con này chỉ phù hợp với những bác nào mà lớn tuổi hơn thôi, các bác hoặc các bác nào mua về cho phụ huynh thì được. Chứ tại vì tốc độ phản hồi đối với em dùng cái con 60 này nó quen rồi ấy. Tự nhiên dùng sang con này nó cảm giác nó hơi bị bí bách, nó hơi bị ức chế ấy. Cho nên là cái hiệu năng của con này em chỉ đánh giá là ở mức trung bình thôi. Nói thêm về cái mặt cấu hình ấy, thì cái con này nó là bản T-Mobile ấy. Thì lần trước ấy, em tưởng là nó có hai sim, nhưng mà khi mà em lắp sim rồi, em đã test thử sim rồi thì nó chỉ nhận một sim thôi, và nó chỉ nhận ở sim ở chỗ này thôi. Còn cái sim chỗ này thì nó lại không nhận. Tuy nhiên ấy, nó vẫn có cái ký hiệu là sim 1, sim 2 nhé. Đấy, cho nên là cái con Stellar 7 này nó vẫn có bản hai sim nhé. Cho nên là các bác nào mà mua cái con này ấy, thì các bác phải hỏi rõ người bán xem là họ có cái bản hai sim không. Chứ còn bình thường như con T-Mobile hoặc mấy con hiện tại ở thương gia Việt Nam đang bán thì em thấy là đang chỉ có một sim thôi. Còn cái phiên bản của Stellar này nó có bản hai sim nhé. Các bác muốn mua bản hai sim thì các bác tìm hiểu thêm và hỏi rõ người bán là có hai sim thì các bác mới chọn nhé. Tuy nhiên thì các bác đấy là tùy các bác thôi. Còn bản này, bản T-Mobile nó dùng đây chỉ có một sim thôi. Về cái mặt pin ấy, thì em thấy là con này nó rất là tốt nha các bác. Như em dùng nó mấy ngày hôm nay ấy, thì em thấy cái tốc độ sụt pin của nó rất là chậm nhé. Em thấy là nó pin nó phải ngon hơn là cái con V50 luôn ấy. Pin con này cũng là 4000 nhé, như con V50. Và em thấy là nó sẽ ngon hơn con V50. Tại vì thứ nhất là cái chip nó yếu rồi, các thứ nó đều bình thường ấy, thì em thấy là nó sẽ cho cái thời lượng dùng pin nó sẽ ngon hơn con V50 các bác. Và thực tế là trong mấy ngày vừa rồi em cũng dùng rồi, nhưng mà em không test pin, nhưng mà em thấy là nó pin nó rất là ổn. Em nghĩ là nó hiện tại nhé, hiện tại nó em thấy nó đang ổn hơn con V60 của em. Tại vì con V60 của em này này, nó cũng pin nó cũng hơi chai chai rồi, nó tụt nhanh rồi. Nhưng mà cái con này thì em thấy là pin nó đang còn rất là ổn. Cho nên bác nào mà mua con này về mặt pin ý, em thấy là không cần phải lo lắng. Em nghĩ là nó phải dùng được đến 7 đến 8 tiếng là việc bình thường. Đấy là ở những tác vụ bình thường nhé. Còn đương nhiên thì con này cũng chẳng cày game rồi. Cho nên các bác nào mà quan tâm về pin thì em thấy là pin con này ổn, ok, dùng được. Thì cái điểm mạnh nhất của cái con Stellar 7 này này, đó là việc nó có cái bút. Và thực sự là em mượn con này về cũng chỉ mục đích để xem là cái bút này nó làm được gì, nó có ngon không ấy. Thì trước tiên thì phải giới thiệu về cái bút đó các bạn. Thì cái bút này nó có một cái thiết kế khá giống là cái bút S Pen của Samsung. Nó cũng có cái đầu bật bật như này. Đấy, như kiểu bút bi như này. Tuy nhiên ý, thì cái đầu nhọn này này, cái đầu nhọn này thì nó lại không được ngon như kiểu của Samsung như các bác. Nó hơi tù, và chỗ này nói chung là em cảm giác như nó là một cái chất liệu gì để mà nó dẫn điện tốt hơn hay sao ấy, nó cũng hơi gai gai ở chỗ này. Nói chung là em thấy là cái đầu nó không được ngon, và nó không có nút bấm gì cả để mà ví dụ mình có làm những tác vụ là từ xa, kiểu là chụp ảnh bluetooth hoặc là gì đấy mình làm từ xa chẳng hạn, thì nó không như của Samsung nhé, nó chỉ là cái bút không thôi.
Đấy. Và khi mà các bác rút ra như thế này, hãy bị tắt vào này, khi bác rút ra như thế này, nhầm nhầm em đã tắt đi nào. Đấy nhá, thì các bác rút ra như thế này nó cũng không rơi đâu nha các bác, nó không rơi đâu, nó không rơi nhé, vì nó có chỗ này nó có nam châm này. Đấy. Ví dụ các bác đưa vào này, hút vào này, đấy, cho nên các bác kể cả có bật ra như thế này thì nó không rơi được đâu, đấy, phải rút ra thì nó mới rơi, còn không thì nó có nam châm nó hút vào. Đấy, và khi mà các bác đang tắt màn hình như này, đấy, tắt màn hình như này, các bác rút ra này, đấy, thì nó sẽ ra cho các bác một cái viết cái ghi chú luôn, thì nó cũng khá là ngon. Đấy, ví dụ các bác nào mà muốn ghi chú nhanh thì chỉ bật cái bút ra và ghi chú là ok luôn. Đấy, và đây xóa đi, và nó cũng có cái, nhưng mà một mỗi cái không 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 ngon là nó không có chống tì tay nha các bác, nó không thể chống tì tay được. Đây em ví dụ em có tì tay lên ấy, thì nhiều khi là nó bị không không nhận đấy, tại vì đây các bác nhìn này, vẫn vẫn viết bằng, có thể viết được bằng 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 tay được đấy, cho nên là cái này nó không có chống tì tay nhé. Đấy, và để em sẽ cho các bác được biết được là ở trong đấy nó có cái gì nữa. Đấy, còn vì khi các bác rút hẳn ra ở trong cái này rồi thì các bác nó sẽ không có bảng như này, nó sẽ có một cái bảng như kiểu của bên Samsung như này, thì các bác có thể chọn là viết ghi chú mới. Đây, ghi chú mới ở đây, trong này thì có mấy cái tùy chỉnh kiểu là phông chữ thứ thì nó cũng không có quan trọng đâu, quan trọng là viết như này thôi và viết như nào, viết viết nó có ngon hay không thôi. Thì em trải nghiệm rồi, thực sự là em trải nghiệm, em mất mấy giờ để em trải nghiệm cái bút này, và em thấy là cái trải nghiệm viết trên con này nó không không thích mấy. Thứ nhất là vì độ trễ nó lớn này, các bác nhìn này, đấy, độ trễ lớn này, chờ chờ thì sao tự nhiên nó quay ra nhỉ. Đấy, độ trễ lớn này, đấy, các nhìn này, các nhìn nhé, đấy, bác nhìn đâu, cái bút nó đi một đoạn rồi rồi thì cái nét chữ nó mới theo sau này. Đấy, thứ nhất là cái độ trễ này rất là lớn, nó lớn hơn rất là nhiều so với việc mà em đang dùng một cái bút Apple ở trên cái con iPad nhé, nó rất là lớn. Cũng có thể là do cái tốc độ làm tươi của cái màn hình này nó chỉ có 60 thôi, cho nên nó chậm. Đấy, cho nên nó không được ngon. Nói chung là em thấy là cái độ trễ của cái này nó rất là lớn, nó không cho trải nghiệm viết sướng mấy. Đấy, và nó không có chống tì tay các bác. Đây này, đấy, ví dụ em tì tay vào đây nhé. Đấy. Đấy, nhiều khi này nó bị dính như này. Đấy. Nói chung là nó không không được, nhiều khi đấy nó bị mất nét các thứ, viết nhanh là bị mất nét đấy, cho nên là các bác chú ý nhé, cái này nó không có chống tì tay đâu, nhiều khi là nó bị mất đấy, em bị mất mất nét đấy, nó không có chống tì tay cho nên nó bị như thế. Và trong này thì các bác cũng có thể là cài đặt được mấy chỗ đấy, để xem các bác cho bác xem. Thì đây này, trong này nó có mấy cái linh tinh thôi, nó cũng không có gì nhiều đâu. Tắt chế độ bút đây này, ví dụ như tắt chế độ nhấn bút duy nhất này, thì cái này thì các bác có thể tắt cái đấy đi để có thể viết được bằng cả tay và cả bút. Hay còn các bác bật lên thì là nó chỉ viết được bằng bút thôi. Đấy, nhưng mà nó vẫn không có chống tì tay nha các bác. Đấy, không có chống tì tay. Đấy. Nhiều khi là có nghĩa là em nghĩ là nó thiết kế là có chống tì tay đấy, nhưng mà nó hoạt động không tốt đấy các bác. Nhiều khi là nó vẫn 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 bị kiểu là nhận cái cảm ứng bằng tay ấy. Kiểu kiểu như thế, nhiều lúc thì nó viết được, nhiều lúc thì nó không, nó bị lẫn đấy, cho nên em thấy là nó không được ngon như kiểu bút Advanced. Tuy nhiên thì em thấy một cái điểm mạnh nhất của cái bút Advanced này này, nó sẽ cho mình thao tác cái chạm nó chính xác hơn. Và nếu các bác nào mà kiểu tính cẩn thận thì không muốn bẩn màn hình các thứ ấy, thì các bác dùng cái bút này nó cũng khá là tiện, nhiều khi bỏ ra viết nó cũng khá là ngầu lòi đấy. Thì ở trong này nó còn một số cái nữa như kiểu là cái chụp hình GIF này này, rồi các draw chat này, ghi nhớ draw chat này nó cũng khá giống là cái của Samsung các bạn. Đây này, ví dụ như viết như này này đấy, sau là các bác gửi cái hình này đi như kiểu của Samsung ấy đấy, thì nó cũng có đấy, cũng khá là ngon. Và các bác có thể là nhiều màu các thứ cũng được, nói chung là cái em thấy cái này thì khá là hay này. Và ngoài ra các bác có thể là mấy cái này thì nó kiểu mấy cái này nó phóng to màn hình cái thứ thì nó không 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 có gì ghê gớm cả, nói chung mấy cái này chẳng ai dùng, ghi nhớ màn hình này
Đấy, thì ví dụ các bác đang dùng một cái gì đó ở trên màn hình thì các bác ghi, có nghĩa là các bác ghi luôn trên này được. Ok, cái này cũng không quan trọng cho lắm. Và trong này thì các bác có thể là cài đặt ở cái bút này. Cái bút này khi mở ra này, ví dụ như cái phần mở ra này thì các bác có thể là mở cái bút này ra phát là nó hiển thị cái pen pen pop này này. Pen pop này thì nó là cái này này. Còn nếu như bác không có thì nó sẽ không có cái này. Đấy, không có này, đấy. Pen pop thì nó sẽ có cái ở đây. Đấy, pen pop này, đấy. Còn nếu như bác muốn mở ra phát là nó ghi chú luôn ấy, ghi chú mới luôn ấy, thì nó sẽ nhanh hơn, không cần phải dùng cái pen pop này thì cũng được thôi. Đấy, không quan trọng. Đấy, và cái mấy cái đây này, từ từ đó. Đây. Lối tắt này. Đấy, lối tắt cái gì đây này. Đấy thì cái này thì là các bác ngoài cái việc mà có năm cái thư mục chọn cho các bác nhé, năm cái chọn này này. Nó chỉ có 5 cái chọn thôi, và các bác muốn ví dụ như mở cái app khác ấy thì các bác bắt buộc phải thay thế nó bằng cái app đấy. Ví dụ nó chỉ 5 cái tùy chọn thôi. Ví dụ tắt cái này đi thì các bác mới bật được cái điện thoại này chẳng hạn. Đấy. Kiểu kiểu như thế, nói chung là cái này thì nó không được ngon. Mấy cái này thì cũng thế thôi, nó cũng chỉ là phần ví dụ như viết cái vẽ thư có âm thanh được cái thứ thôi, nó không cũng bình thường, nói chung là không có gì đặc sắc cả. Đấy, ví dụ đây có âm thanh này, đấy, hiện các ghi nhớ này, đấy. Đấy. Dò bút này, âm thanh nghĩa là khi mà lắp tháo bút ra hoặc là lắp bút vào thì nó có âm thanh thôi. Đấy, nói chung là cái bút này em mượn con này về để mục đích để trải nghiệm bút này, thì thực tế là cái bút này nó không đem lại cái trải nghiệm nó vượt vượt trội ấy. Có nghĩa là nó sẽ hay hơn là việc mà mình dùng dùng tay không để mà thao tác trên màn hình. Tuy nhiên thì nó cũng không không phải là quá ghê gớm như kiểu là cái con S Pen của Samsung đâu. S Pen Samsung người ta làm tốt hơn và cái độ trễ nó thấp hơn ấy. Đấy, cho nên là cái này chỉ để mà mục đích là mình, ví dụ như bác nào mà hay đi làm công trình hay ghi chú nhiều ấy, hay ghi chú mà nó hoặc đi học gì đấy ghi chú mà nó cần cái độ chính xác tốt hơn ấy thì là dùng được. Nói chung là, nhưng mà mỗi tội là thực sự là các bạn, em dùng cái con iPad Pro 12.9 kia thì nó to dẫn đến các bác bút các thứ nó cũng to hơn, dẫn đến là nó viết nó mới sướng, chứ còn dùng cái bút nhỏ như này xong rồi đút vào túi quần xong rồi thì thẳng mở ra viết bằng cái ví dụ ghi chú nhỏ nhỏ như kiểu một là cái hôm nay làm cái gì, hai làm cái gì đấy thì nó cũng chỉ là ở mức tạm thời thôi, nó không được trải nghiệm nó sướng mấy. Cho nên là cái bút này thì em nghĩ là nó cũng trải nghiệm khá là ổn nếu bác nào mà hay dùng cái bút này, nhưng mà để mà thao tác vẽ vời được các thứ nó một cách nó nguy hiểm, nó vi diệu thì nó không không được ngon nhé, nó không được ngon như S Pen đâu. Nó cho nên là em nghĩ là em gì nhà mình cứ làm cái gì đến đó nó cứ làm theo kiểu mà nó không tới ấy, nó cứ làm theo kiểu nửa vời ấy, dẫn đến là nó cứ bị mất khách các bạn. Cho nên là em thấy là ok, có cái bút thì nó cũng khá là hay ho, nhưng mà để mà trải nghiệm nó thì lại không có gì hay ho. Cho nên các bác chú ý nhé, cái bút này nó cũng không phải là tuyệt vời cho lắm. Thì chốt lại cái con Stellar 7 này có đáng mua hay không ấy, thì đối với em ấy, là một người trẻ em đam mê công nghệ thì em đứng là em có hơi ấn tượng về cái bút này và em muốn có nó để mà xem nó thế nào, nhưng mà qua quá trình trải nghiệm thì em cũng không thấy là cái bút này nó có thể đem lại cho em một cái trải nghiệm nó tốt mấy. Cho nên là nếu như là em thì em cũng sẽ không mua con này, thay vì ví dụ con này giờ đang là tầm giá tầm khoảng 3,5 triệu thì phải, thì thay vào đó em sẽ mua con V50 hơn, vì con V50 nó sẽ đem lại nhiều cái thứ hay ho hơn, về kể cả về âm thanh rồi camera các thứ nó vẫn hay hơn, trải nghiệm hay hơn, nhất là chip nó cũng mạnh hơn. Con này thì thực sự là cái thiết kế em thích thích nó, thiết kế em rất là thích. Nó chỉ hơi cái cằm nó hơi dày một chút thôi, nhưng mà nếu mà tổng thể ra thì nhìn nó vẫn nhìn mình dùng hàng ngày ấy, tự nhiên mình thấy nó đẹp hơn con V60 cho nên mình thích. Và kể cả cái nắp lưng này thế thôi, nó cũng cho một cái trải nghiệm nó thích hơn con V60. Tuy nhiên ấy thì vấn đề là con này cấu hình nó thấp quá, cấu hình nó ở mức trung bình, camera ở mức trung bình, đấy, pin ở mức khá. Đấy, cho nên là con này chỉ thích hợp với những anh em nào muốn mua về cho phụ huynh thôi. Thì với cái mức giá này thì em thấy là nó cũng đáp ứng được, vì các bậc phụ huynh thì cũng không cần phải cái máy nó cấu hình quá cao ấy, nó đáp ứng đủ như này là được, và cái giá nó cũng phải chăng. Đấy, thì cũng rất là xin lỗi shop Vũ Tri Thương đã cho em mượn cái máy này, và từ nãy giờ thì gì mà hàng nó hơi nhiều,
Tại vì em thì không có thói quen là tâng bốc một cái máy nào cả. Đặc biệt là những máy LG, tại vì em dùng LG rất là nhiều cho nên em hiểu được LG là nó đang như thế nào. Chứ còn tại sao LG nó chết, bởi vì LG họ làm nó cứ kiểu gì, nó cứ nửa vời kiểu gì. Độc lạ thì có đấy nhưng mà nó cứ nửa vời ấy. Giờ đây anh em nó có một cái trải nghiệm nó không được tốt. Hiện tại bây giờ LG em chỉ thấy là cái phần âm thanh của nó, cái phần âm thanh khi mà nghe tai nghe thì là nó cho cái cảm giác vượt trội hơn những cái hãng khác thôi, chứ còn kể cả camera rồi màn hình rồi tất cả các thứ pin pin của các thứ nó cũng không phải là đặc biệt cho lắm đấy. Cho nên là LG người ta làm điện thoại cho vui thì cũng đúng thôi. Em cũng hy vọng, rất hy vọng là LG người ta sẽ làm lại cái mảng điện thoại, nhưng mà cứ làm như kiểu như này thì thà đừng làm, nó thật sự như thế, phải đổi mới đi. Đừng theo mấy cái trend hoặc là mấy cái xu hướng của bây giờ nữa, toàn xu hướng vớ vẩn kiểu đâu ấy. Mà nếu mà theo xu hướng thì phải đi trước xu hướng chứ, hoặc là đi cùng xu hướng chứ không thể mà đi sau xu hướng cả 1 2 năm như thế được. Đi sau xu hướng 1 2 năm thì là chết là phải thôi đấy. Cho nên các bác, cho lại thì là con này ở cái mức giá tầm 3,5 triệu, thì em thấy là nếu mà mua cho phụ huynh thì được, chứ còn mua cho anh em dùng thì hoặc là mua chỉ làm máy phụ thôi thì được, chứ còn mua cho các bác về các bác làm máy chính hoặc là kể game thì hoàn toàn không không nên nha các bác. Đấy, cho nên các bác mua chú ý, và hy vọng là cái clip này sẽ không 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 làm việc mà các bác mất điểm, mất niềm tin về con này, rồi các shop bán hàng sẽ ghét em về cái việc mà cái gì đấy, rồi rồi các shop bán hàng sẽ ghét em về việc mà tự nhiên là ô cái gì đấy, tự nhiên nó nói cái gì các bạn. Em không hiểu nó nói cái gì luôn. Tự nhiên nó có này, không biết nó ở đâu ra. Không biết nó đang nói ở đâu. Không biết nó nói ở đâu các bạn. Thôi rồi. Cái này tôi kệ nhé. Đấy, nó vẫn đang nói các bạn. Em không hiểu nó tắt màn hình rồi nó vẫn nói. Hay là ở cái bút này. Không có gì. Nó vẫn đang nói này. Thôi rồi, cái này thì nó chỉ là một cái tính năng phụ gì đấy thôi. Ok, chào các bác. Chúc các bác có trải nghiệm vui vẻ.